Sống khôn ngoan khi hiểu thấu, ba bớt, ba nhiều, ba ẩn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Đạo Đời. Quý vị thân mến, đời người ai chẳng mong được sống bình an, nhất là khi càng có tuổi ta lại càng mong vơi vài phần sóng gió, thêm vài phần niềm vui. Thế nhưng chẳng có cuộc đời của ai là dễ dàng, khó khăn chắc chắn sẽ đến. Và đến một cách bất ngờ, chính ta cũng không thể lường trước được. Trước những sóng gió cuộc đời, con người nên có phản ứng thế nào? Nên hành động thế nào để bản thân luôn giữ vững được tâm thái vững vàng, điềm tĩnh, không để những khó khăn ấy quật ngã mình? Đạo Đời gửi tới quý vị những đúc kết về ba bớt, ba nhiều và ba ẩn. Đó là gì? Và những việc này có lợi ích thế nào? Cùng chúng tôi lắng nghe quý vị nhé. Ba điều cần bớt. Một, bớt phát ngôn lại. Con người ta khi gặp khó khăn, lời có nhiều tới đâu, có biểu đạt trôi chảy tới đâu cũng không có mấy người sẵn sàng lắng nghe. Ngược lại, có thể phản tác dụng, khiến người khác chê cười. Nói nghe hay như chim hót, vậy mà cũng vẫn rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như này. Vì vậy, vẫn nên nói ít lại, âm thầm nỗ lực, nói ít làm nhiều, đỡ bị người khác chú ý, bớt xước phải mấy chuyện không như ý lại. 2. Bớt lo chuyện bao đồng lại. Ở trong hoàn cảnh khó khăn, phải tự dằn mình, bớt quản chuyện bao đồng lại. Dù bạn có nỗ lực tới đâu, nhưng nếu không cho ra kết quả như mong đợi, sẽ chỉ khiến người khác có thêm cớ cười chê, chế nhạo bạn. Giỏi việc như vậy mà vẫn phải sống khổ sở thế kia. Vì vậy, bớt quản chuyện bao đồng lại, tuân theo tôn chỉ, không phận sự miễn vào mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. 3. Bớt lo lắng cho người khác lại. Đến thân mình còn lo không xong thì làm sao lo được cho người khác? Đến khi ấy chỉ khiến người khác cười chê. Lo cho mình tốt trước đi đã. Làm người phải biết tự lượng sức mình. Muốn lo cho người khác, đây là ý tốt, không sai. Nhưng lòng tốt của bạn đôi khi không phải ai cũng lĩnh ngộ được. Vì vậy, nếu muốn lo cho người khác, trước tiên hãy lo cho chính mình trước. Khi bạn tốt rồi, người khác mới có lòng tin ở bạn. Lòng tốt của bạn mới không bị cười nhạo. Ba việc cần nhiều. Một, làm nhiều. Càng là lúc khó khăn, càng phải âm thầm nỗ lực, tích lũy cho mình khả năng thay đổi, vươn lên. Cái gọi là vốn lập thân đều phải dựa vào nỗ lực để có được. Đừng bao giờ trông mong vào bất cứ ai, cũng chẳng ai có thể trông chờ vào mãi mãi. Phàm là chuyện gì cũng âm thầm bỏ ra, âm thầm thu hoạch, đó mới là tốt nhất. 2. Quan sát nhiều. Gặp chuyện quan sát nhiều hơn, tìm ra tất cả những cơ hội có thể đột phá. Một khi gặp được phải nhanh chóng nắm bắt, tuyệt đối không được từ bỏ. Cơ hội không thể để mất, thời cơ không bao giờ quay lại. Muốn bước ra khỏi khó khăn, cần có thực lực, cần có dũng khí, cần âm thầm quan sát chờ đợi cơ hội. Đại trượng phu không quan tâm được mất nhất thời, cái cần quan tâm là mục tiêu lâu dài. Vì vậy, gặp được cơ hội tuyệt đối không được bỏ qua, nắm ở trong tay, mạnh mẽ vươn lên. 3. Hành động nhiều. Người khác coi thường bạn không cần nói nhiều. Người khác công kích bạn không cần tranh luận. Người khác hiểu lầm không cần chứng minh. Những chuyện này hãy giao hết cho thời gian. Thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Con người khi ở thế khó khăn, ngoài việc dựa vào thực lực bản thân đi hành động ra, các cách khác đều là dư thừa. Nói ít lại, làm nhiều lên, dùng hành động chứng minh tất cả. Ba thứ cần ẩn. Một, ẩn đi sự sắc sảo. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không được tỏ ra quá sắc sảo. Ta đây làm vậy sẽ chỉ rước thêm sự ghét bỏ, sự đố kỵ của người khác. Bạn sắc sảo tới đâu cũng hãy giữ lại ở trong lòng,
đừng không dưng lại rước thêm kẻ địch vào thân. Lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn một chút, lắng nghe suy nghĩ của người khác nhiều hơn một chút, càng thêm khiêm tốn, càng dễ có được sự tôn trọng và cảm thông của người khác. 2. Ẩn đi ưu thế vốn có của bản thân. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải biết che đi ưu thế của mình. Không phải ai cũng sẵn sàng khen thưởng cho điểm mạnh của người khác. Có những người không thể chấp nhận việc người khác giỏi giang hơn mình. Lúc khó khăn, cố gắng tránh khỏi sự đố kỵ của người khác nhất có thể. Một lần nữa, âm thầm nỗ lực mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. 3. Ẩn đi chí hướng. Chí hướng cao với là tài sản quý giá của con người. Khi gặp khó khăn, chí hướng càng đáng quý hơn. Nó có thể luôn luôn nhắc nhở bạn nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên, có nỗ lực tới đâu cũng đừng quá khoe khoang để lộ hết ra bên ngoài. Nếu không, gặp phải tiểu nhân đố kỵ sẽ chỉ tự rước thêm phiền phức vào thân. Cất giấu chí hướng vào trong, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bạn thành công vươn lên. Tới lúc đó, không cần bạn phải nói, người khác ắt sẽ xem trọng chí hướng của bạn. Thưa quý vị, khó khăn sóng gió là lẽ đương nhiên ở đời. Thế nhưng, khi ta đủ bản lĩnh vượt qua những khó khăn ấy, ta có cho mình sự trưởng thành, chín chắn và thâm trầm hơn. Đời sống cũng vì thế mà bớt dần chông gai, đi về những năm tháng bình an của tuổi xế chiều. Mong quý vị luôn vững tâm, chịu được khắc nghiệt của những ngày đông lạnh lẽo, sẽ tới được mùa xuân nắng ấm ngập tràn.